nơi xa không còn ánh nắng, mẹ có thấy con đang từng bước tiến đến chạm tới giấc mơ. Như ngày hôm qua bây giờ xa quá, nhưng ấm áp chưa bao giờ tan nhắm mắt, để chẳng còn thấy lắng lo. Cùng nhau đi qua vượt bao gian khó, mẹ ơi hãy nhìn con xem. Mẹ ơi cảm ơn bao tháng ngày, mẹ ơi cảm ơn bao hy vọng dành cho con, giúp con thêm tự tin. Tôi không nhớ được là những cái khó khăn như nào. Buổi thu chỉ nhớ được những cái gì, những cái điểm nhỏ nhất, hạnh phúc nhất mà con buổi thu có thể làm được và những đứa trẻ khác đối với các con là một điều đơn giản. Ví dụ như là nói ra được một cái câu nói, được đủ cả câu, hay là có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình, hay là nói ra một câu yêu thương dành cho mẹ. Chúng tôi mới nhìn ra một vấn đề, một vấn đề mà chưa ai nhìn, chưa ai đặt vấn đề đến. Đó là vấn đề về cái nhận thức đối với trẻ em tự kỷ. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ Việt Nam cùng phối hợp với công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận PNG đồng khởi xướng dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam. Chúng ta hãy là những cái chiếc chong chóng, bởi vì chúng tôi chọn cái hình ảnh chiếc chong chóng sắc màu để làm biểu tượng cho chương trình. Vì với trẻ tự kỷ thì các cái chiếc chong chóng là một người bạn rất là thân thiết. Chúng tôi nghĩ rằng là đủ gió thì trong chóng sẽ quay, và đủ yêu thương thì sẽ làm nên những điều phép màu rất là kỳ diệu cho trẻ em. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi dạo đời rối ràng. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo. Cùng trong sắc màu lan tỏa yêu thương.